Bồ Tát tu trì, đệ tam thập. Phục thứ A Nan, bỉ Phật sát trung, nhất thiết Bồ Tát, thiền định trí huệ, thần thông uy đức, vô bất viên mãn. Chư Phật mật tạng, cứu cánh minh liễu. Điều phục chư căn, thân tâm nhu nhuyễn. Thâm nhập chánh huệ, vô phục dư tập. Y Phật sở hành, thất giác thánh đạo. Tu hành ngũ nhãn, chiếu chân đạt tục. Nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn kiến chân, Phật nhãn cụ túc, giác liễu pháp tánh. Biện tài tổng trì, tự tại vô ngại. Thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị. Độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp, vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Ư sở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ. Biến du Phật sát, vô ái vô yếm. Diệt vô hy cầu bất hy cầu tưởng, diệt vô bỉ ngã vi oán chi tưởng. Hà dĩ cố, bỉ chư Bồ Tát, ư nhất thiết chúng sanh, hữu đại từ bi lợi ích tâm cố. Xả ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô lượng công đức. Dĩ vô ngại huệ, giải pháp như như. Thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện. Bất thân thế ngữ, nhạo tại chánh luận. Tri nhất thiết pháp, tất giai không tịch. Sanh thân phiền não, nhị dư câu tận. Ư tam giới trung, bình đẳng cần tu, cứu cánh nhất thừa, chí ư bỉ ngạn. Quyết đoạn nghi vọng, chứng vô sở đắc. Dĩ phương tiện trí, tăng trưởng liễu tri. Tùng bổn dĩ lai, an trụ thần thông, đắc nhất thừa đạo, bất do tha ngộ.